Tiểu sử cầu thủ Phan Văn Đức. Phan Văn Đức sinh ngày 11 tháng 4 năm 1996, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam, hiện đang là cầu thủ tiền vệ cánh cho câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Thông tin cá nhân. Ngày sinh: 11 tháng 4 năm 1996. Nơi sinh: xóm 7, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Chiều cao: 1m73. Vị trí đá: tiền vệ cánh. Thông tin về câu lạc bộ. Câu lạc bộ hiện nay: Sông Lam Nghệ An, số áo 20. Phan Văn Đức sinh ra ở huyện Yên Thành, tuổi thơ vô cùng khắc nghiệt, nhưng Đức vẫn nuôi đam mê bóng đá. Có năng khiếu nên thông qua các giải trẻ ở làng xã, Đức nổi lên và được lò Sông Lam Nghệ An chiêu mộ. Về sự nghiệp câu lạc bộ: Nhi đồng Yên Thành năm 2007. Trong màu áo đội Nhi đồng Yên Thành, Phan Văn Đức là người ghi bàn trong trận chung kết gặp đội huyện Đô Lương, nhưng đành chấp nhận ngôi á quân của giải. Nhưng nhờ thi đấu thành công nên Văn Đức được các tuyển trạch viên của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tới nhà đặt vấn đề và đưa đi đào tạo. Tại vòng chung kết U17 quốc gia năm 2012 diễn ra tại Huế, cầu thủ sinh năm 1996 đã cặp với Tuấn Tài trên hàng công của U17 Sông Lam Nghệ An. Kết thúc vòng chung kết, Văn Đức có được 3 pha lập công. Dù không ra sân ở trận chung kết vì án treo giò, không quá lời khi cho rằng Văn Đức là một trong những cầu thủ góp công lớn nhất trong chức vô địch của U17 Sông Lam Nghệ An. 2 năm sau, một lần nữa Phan Văn Đức góp mặt trong thành phần U19 Sông Lam Nghệ An, đạt ngôi á quân toàn quốc. Cuối năm 2016, Văn Đức đã được bổ sung cho U21 Sông Lam Nghệ An đá giải quốc gia. Dù hồ sơ không sáng như Tuấn Tài hay Văn Khánh, nhưng Văn Đức lại là người được ban huấn luyện viên đặt niềm tin lớn nhất. Không phụ niềm tin của mọi người, Văn Đức là người ghi bàn duy nhất giúp U21 Sông Lam Nghệ An đánh bại U21 FLC Thanh Hóa trong trận đấu mở màn của giải. Dù sau đó U21 Sông Lam Nghệ An thất bại, nhưng Văn Đức vẫn là cái tên được nhiều người nhớ đến. Văn Đức lên đội 1 của Sông Lam Nghệ An từ mùa giải 2016. Càng bất ngờ hơn, ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã xếp tiền vệ này đá chính. Trong số các nhân tố trẻ được đôn lên từ mùa giải 2016, Văn Đức là cầu thủ được ra sân nhiều nhất. Văn Đức xuất thân là tiền đạo nhưng sau đó quyết định chuyển xuống chơi ở vị trí tiền vệ. Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan khi Đức khó cạnh tranh xuất tiền đạo với các ngoại binh. Trong lối chơi của Văn Đức, nhiều người dễ dàng nhận thấy Đức có tốc độ rất tốt, mang tính đột biến cao. Hơn hết, Đức có bản năng săn bàn của cầu thủ từng đá tiền đạo là một lợi thế đặc biệt. Mùa bóng 2017, Phan Văn Đức gây ấn tượng trong cả mùa với 4 bàn thắng tại V-League, 4 bàn thắng tại Cúp Quốc gia cùng nhiều pha kiến tạo. Tại Cúp Quốc gia 2017, 2 bàn thắng trong trận chung kết lượt về trước Bình Dương, Phan Văn Đức đã trở thành người hùng giúp Sông Lam Nghệ An vô địch với chiến thắng ấn tượng 5-1. Tại mùa giải 2018, Phan Văn Đức tiếp tục tỏa sáng và đã có tới 9 pha lập công, 2 đường kiến tạo cho đội bóng xứ Nghệ, giúp Sông Lam Nghệ An tái lập kỷ lục 8 trận thắng liên tiếp. Về sự nghiệp quốc tế, chơi xuất sắc ở một giải trẻ, cầu thủ sinh năm 1996 được gọi vào U19 Việt Nam, tham dự nhiều giải đấu trong năm 2013-2014. Trong đó có giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014 được tổ chức ở Hà Nội và vòng chung kết U19 Châu Á 2014 diễn ra tại Myanmar. Trong giai đoạn này, Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal trình làng lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, nên việc Văn Đức chen chân vào U19 Việt Nam được xem là thành công lớn. Rất tiếc là những chấn thương liên tiếp đã không cho Văn Đức cơ hội tỏa sáng trong màu áo đội tuyển. Và phải đến vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, Văn Đức mới được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam và là người tập trung muộn nhất
bằng tấm vé vớt sau màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Văn Đức ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2017 tại Cần Thơ. Trong vai trò tiền vệ trái, cùng U21 tuyển chọn Việt Nam giành ngôi A quân. Trở về từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, Đức Cọt là một trong những cầu thủ hiếm hoi của U23 Việt Nam vẫn giữ được phong độ cao ở mùa giải vừa qua. Trước những nỗ lực của Phan Văn Đức, một suất đá chính trong đội tuyển Việt Nam trong mùa giải AFF Cup 2018 là điều không khó để dự đoán. Trong 4 trận đấu vòng bảng, Văn Đức được thi đấu cả 3 trận ở 3 vị trí khác nhau, trở thành cầu thủ Việt Nam đa năng nhất trong đội tuyển quốc gia. Về thành tích danh hiệu của Phan Văn Đức đạt được, giải bóng đá U17 quốc gia Việt Nam 2012 huy chương vàng, giải bóng đá U19 quốc gia Việt Nam 2014 huy chương bạc, giải bóng đá U21 quốc gia Việt Nam 2017 huy chương đồng. Đồng vua phá lưới 3 bàn, cầu thủ xuất sắc nhất trận U21 Sông Lam Nghệ An với U21 Viettel. Đối với giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2017 và giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, we'll be right back.